Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách, luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng yêu thương. Hôm nay Hướng Mai xin giới thiệu được một bộ bàn ghế vừa ra. Bộ này là bộ Âu Á. Bộ này là bộ Âu Á tay hộp. Tay hộp là bộ rất là lâu rồi mới có được cái bộ bàn ghế này, được đục bằng tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai và được làm bằng gỗ mun của Lào do những người nghệ nhân làm. Và kích thước của bộ bàn ghế này thì là bàn là dài 1m53, rộng là 86 và cao là 60, ghế là 97 và rộng 67 và cao 42, đoản là dài 2m50, rộng 67 và cao 42, đôn cao là 57 cộng với 47 và cao 60 và đôn là 40 cộng với 42 cao 42. Đây là một bộ mà vô cùng là đẹp, hết sức là tuyệt vời của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, 6 món có thể kê ở những nhà khoảng tầm 16-20 m². Bộ này thì ngồi thì thoải mái và lau chùi thì dễ dàng, và trên tay thì có cái chữ thọ, có các cái đồng tiền gọi là kim ngọc mãn đường, và có các cái con cá gọi là dư giả, lúc nào cũng dư giả. Hương Mai rất là thích các cái sản phẩm bằng gỗ mun, và tất cả những cái sản phẩm mà công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai làm thì những người nghệ nhân đều làm hết sức là chi tiết, cẩn thận, chắc chắn, nhưng mà vô cùng là đẹp đẽ. Để ra được một bộ bàn ghế khi mà xong thì quý khách sẽ cảm thấy là rất là tự hào khi mà đặt để trong ngôi nhà của mình. Nó vừa đẹp nhưng nó vừa sang trọng mà nó vừa lịch sự, mà ngồi thì hết sức là đơn giản. Nếu như mà mùa đông có thể cho đệm, còn mùa hè thì để thoải mái như thế này sẽ đẹp. Và Hương Mai tặng quý khách một câu rất là hay, đó là muốn đi nhanh thì hãy đi một mình và muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Để kết thúc một video giới thiệu một cái bộ bàn ghế Âu Á tay hộp này, Hương Mai kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn có được đầy đủ những cái phúc lạc, cũng như là gặp nhiều điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Và bất cứ khi nào quý khách quan tâm các sản phẩm đồ gỗ bằng gỗ mun, gỗ quý, hoặc là các cái sản phẩm đẹp thì hãy đến với tầng 7 Hương Mai Center. Có rất là nhiều các sản phẩm đẹp để quý khách có thể lựa chọn. Ngoài ra thì còn các cái tầng khác nữa, như là tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 và tầng 7, tầng 8, tầng 9 thì có rất nhiều bàn thờ, nên là quý khách sẽ chọn được những sản phẩm vừa ý, chi phí hợp lý, bởi tiêu chí của chúng tôi là sang trọng hôm nay, giá trị mai sau. Hương Mai được tri ân và biết ơn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.